Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Và hôm nay mình làm một chủ đề video cực kỳ khác với mọi khi và ít người Việt mình làm. Thì mình sẽ hướng dẫn mod, và các bạn nào là dân chơi Try Hard và Hardcore không thích mod thì các bạn tắt video ngay lập tức giúp mình, và có thể tham khảo những video mình chơi bình thường ở ngoài kia ở trong kênh này, nhưng không phải là video này. Ok. Video này mình sẽ nói về cơ chế và mình sẽ ghi chữ cho các bạn để các bạn đọc và các bạn nhớ ha. Coi như là mình giúp các bạn để tránh bị mất tiền thật để mua ạc khi ạc các bạn bị ban, và tránh mua mod vì mod mình hướng dẫn cho các bạn sẽ làm miễn phí và nó có đủ chức năng để các bạn cần, không cần những chức năng khác cao siêu đó. Thì và mình sẽ nói rõ những cơ chế mà Rockstar nó sẽ ban các bạn như thế nào và nó sẽ sờ gáy các bạn như thế nào, và làm sao để nó biết được là các bạn mod hay là không. Và các bạn nên nhớ là mình không khuyến khích các bạn mod. Các bạn nào mod thì hãy sử dụng có giới hạn của các bạn. Nếu các bạn muốn biết giới hạn thì các bạn tham gia vào Discord của mình. Mình sẽ để link ở dưới phần description. Thì ở trong đó thì mình sẽ có đề ra những con bot, nó sẽ ghi giới hạn cho các bạn xem, và các bạn dựa vào đó và các bạn chơi thôi. Ok, thì lý thuyết vậy thôi. Vậy mod là gì? Mod là một sự thay đổi của con người hoặc người hâm mộ của một trò chơi điện tử thay đổi một chiều những cái cạnh của trò chơi đó, chẳng hạn như đồ họa, hành xử trong trò chơi. Các mod có thể bao gồm từ những thay đổi nhỏ, tinh chỉnh để hoàn thành đại tu, và có thể mở rộng giá trị chơi lại và sự quan tâm của trò chơi. Theo Wikipedia, nói chung mod là mình thay đổi dữ liệu trò chơi. Có nghĩa là bình thường mình phải đi xe từ điểm A tới điểm Z, thì mình có tọa độ, thì mình bấm vô cái, mình teleport tới cái điểm đó, là mod, đơn giản là vậy. Ok, vậy các trường hợp nào sẽ khiến bạn có thể bị ban? Thì đây chỉ là tổng quan thôi nha. Đây là những cái gì mà mình tổng hợp được từ những lần ban ặc trước của mình. Thì đầu tiên đó chính là mất tiền. Thì giống như trường hợp mà không làm mà đâu có ăn các bạn, thì như việc bán xe, thì theo cơ chế của game á, nếu mà các bạn thường mà mua cái xe mắc nhất á cũng là 2 triệu mấy đi, các bạn vào các bạn bán thì nó cũng chỉ có mấy triệu thôi. Nhưng mà ở trong video này, đây là những lượt mình tìm kiếm được. Ở trong trường hợp này, chiếc Toro này được mua với giá là 3 triệu và được bán là 2 triệu 3. Và ông này đã ra chỉnh sửa giá trị của chiếc xe bán lên là 4 triệu rưỡi. Thì làm như thế sẽ bị ban nha các bạn. Và có trường hợp nó bán xe tới 500 triệu và cả 1 tỷ. Thì theo cơ chế của game thì làm sao các bạn có thể kiếm được 500 triệu mà chỉ trong tích tắc được, trong 5-10 phút được? Các bạn phải làm hack, các bạn phải làm buôn bán này nọ kia các thứ, và các bạn phải làm nhiệm vụ thì các bạn mới được trả tiền. Nhưng mà làm một ngày thì không đủ nữa, ở đâu ra 10 phút mà có 500 triệu. Cơ chế của game là như vậy, nó sẽ dựa vào đó, nó sẽ sợ gáy bạn vào cái chỗ đó ha. Và mình không biết các bạn có bao giờ ra hỏi là làm thế nào mà Rockstar nó biết được mình mod và mình mod tiền và nó ban mình không? Thì đơn giản thôi các bạn, mỗi lần các bạn mod tiền á là sẽ có một con quay transaction pending. Thì khi mà các bạn vào game thì nó sẽ hiện ba cái con quay. Thì con quay bên phải là nó đang sell game, và con quay bên trái thì nó đang load game, và cái con quay màu cam đó chính là cái con quay mà nó gửi lên đám mây với những cái số tiền mà các bạn có được trong tức khắc. Thì đơn giản thôi, nó sẽ gửi lên social club. Thì social club nó sẽ cập nhật những cái OP, money và award các bạn trong một lúc. Rockstar sẽ gõ lệnh ở trên đó và nó sẽ kiểm tra cập nhật cho các bạn và các bạn bị ban. Mình đã từng bị rồi. Thì cái trường hợp đó thì mình chia sẻ với các bạn là khi đó là mình mod về bunker. Thì mình mod trong 5 phút là mình đã có 20 triệu. Và ngay sáng hôm sau, và tài khoản của mình đã bị bùm. Một email đã gửi tới cho mình và bảo là tài khoản của mình đã bị ban 30 ngày. Và lúc đó mình bảy cái lôi đó và không biết làm gì hết. Thì mình đã mua một con ạc khác. Thì đó là trường hợp của mình bị ban. Và cơ chế tiền đã xong nha các bạn. Thì cơ chế OP cũng vậy. Thì thêm một cơ chế, đó chính là cơ chế OP. Thì cơ chế OP là Rockstar Pawn. Mỗi khi các bạn làm nhiệm vụ xong á, thì các bạn sẽ được một cái transaction pending luôn, y chang như cái
Mod Manager thì nó sẽ thông báo và nó sẽ gửi dữ liệu lên đám mây của Social Club, và nó cũng có một cái lệnh đó. Thì Costar sẽ đặt ra giới hạn, thì các bạn mà không thể nào mà biết cái giới hạn đó được, nên là các bạn hãy sử dụng có giới hạn như các bạn. Tại vì sao? Tại vì các bạn không thể nào mà vừa đi hết này, vừa đi hết kia, vừa đi hết nọ, có nghĩa là thì nó sẽ vượt quá cơ chế của game và các bạn sẽ bị ban, các bạn không thể bắt cá bằng hai tay, hai chân và bằng mồm được. Ok, và còn một cái cơ chế nữa đó chính là teleport. Thì teleport trong những session public thì sẽ khiến các bạn bị ban thôi, và do người khác nhìn thấy các bạn thì người ta sẽ viết vé và các bạn dán lên đít các bạn đó. Thì dán như vậy thì Rockstar sẽ cho người hoặc là cho nhân viên theo dõi các bạn vào những ngày sau. Tùy lúc lắm, mình còn không biết nó có theo dõi mình nữa. Nó sẽ theo dõi mình qua chế độ SCTV, nó sẽ xem mình có teleport hay là spam xe hay là gì không đó, và nó sẽ kiểm tra mình gắt cao hơn đó. Thì lúc đó thì mình sẽ mệt mỏi hơn và mình phải chơi bình thường lại và không mất đó. Và còn nhiều cái nữa thì ở những video sau mình sẽ nói hơn cho các bạn. Mình không khuyến khích các bạn xài cheat engine. Thì đây chính là cheat engine. Và cheat engine này nó rất là hay nha các bạn. Thì nó có thể thay đổi dữ liệu của game. Thì khi các bạn nhập ở đây, mình không biết xài, thì các bạn có thể xem những cái video kiểu như thế này. Đây, thì nó sẽ xài, nhưng mà mình khuyến khích là các bạn không nên nha. Các bạn sẽ bị ban. Đây, ví dụ như get 1 billion blah blah vậy nè. Đó. Thì các bạn không nên làm theo những video này, cheat engine này ha. Giàu từ từ thôi. Ok, và định hướng của phần mod về GTA Online thì cốt đổi video này là về cơ chế ban của Rockstar, và mình sẽ hướng dẫn mod các bạn miễn phí nha các bạn. Và những bản mod mình đưa cho các bạn là miễn phí, và link mình chia sẻ từ người tạo ra nó, và không ai được đem nó đi bán, và những người tạo ra các bản mod này cũng không cho phép. Và các dữ liệu này mình cập nhật ở trên diễn đàn InnoCheatMe nha các bạn. Nếu các bạn có thể tìm được thì các bạn cứ thoải mái, và mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái giới hạn để các bạn không bị ban và các bạn không bị tốn tiền thật để mua ạc mới và mua mod nha các bạn. Thì đây là những lời nói đầu của video mod mà mình đã nói cho các bạn. Nếu các bạn có trường hợp nào mà thắc mắc không hiểu thì các bạn tham gia với Discord của mình và liên hệ trực tiếp với mình hỏi, hoặc là các bạn có thể comment ở đây ngay dưới kênh YouTube của mình, mình sẽ trả lời nha các bạn. Ok, thì video của mình cũng khá là dài rồi nên là mình sẽ ngắt. Thì những video sau thì mình sẽ giới thiệu về những bản mod và trong Discord của mình. Nếu các bạn muốn mod thì các bạn tham gia vào Discord và nói suggestion tôi muốn mod thì mình sẽ cấp quyền cho bạn mod. Ok, các bạn sẽ tải những bản mod, các bạn sẽ tải những stat, các bạn sẽ tải những cái bu phần thưởng, và các bạn sẽ tải những cái script đó. Những video sau mình sẽ hướng dẫn về cái đó nha. Ok, chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Peace.